Đêm nhạc của Spencer Baker bị xem xét xử lý vì vi phạm thuần phong mỹ tục. Đêm diễn có một số tiết mục bị báo chí và dư luận đánh giá là phản cảm như trong tiết mục giày dép. Rapper Binzy đã xuất hiện trên một chiếc giường cùng người mẫu nữ và có động tác đổ bia lên ngực vũ công. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận các thông tin phản ánh của báo chí liên quan chương trình biểu diễn nghệ thuật The Cosmic của nhóm Spencer Baker và đang xem xét để xử lý vì có dấu hiệu vi phạm thuần phong mỹ tục. Trước đó vào tối ngày 12 tháng 11, nhóm Spencer Baker với nhiều thành viên khá nổi tiếng trong dòng nhạc hip hop tại Việt Nam như Tuliver, Rimastic, Binzy, Justati, Sobin đã tổ chức live concert The Cosmic tại nhà thi đấu quân khu 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn có một số tiết mục bị báo chí và dư luận đánh giá là phản cảm như trong tiết mục giày dép. Rapper Binzy đã xuất hiện trên một chiếc giường cùng người mẫu nữ và có động tác đổ bia lên ngực vũ công. Tiết mục Nến và Hoa của Rimastic hay Forget About Her của Justati cũng táo bạo không kém. Ngoài ra nhiều tiết mục có các vũ công thực hiện múa cột. Trước phản ánh của dư luận và báo chí, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào ngày 4 tháng 10, Sở có tiếp nhận đề nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quảng cáo truyền thông người hâm mộ Việt về việc tổ chức chương trình và đã cấp phép cho sự kiện. Tuy nhiên, quá trình thẩm định hồ sơ chấp thuận biểu diễn và công tác kiểm duyệt trước khi chương trình thực hiện không thể hiện các chi tiết dàn dựng như thực tế biểu diễn tại chương trình. Với các hình thức dàn dựng tiết mục như trên, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xác định chương trình Spencer Baker Live Concert The Cosmic có dấu hiệu vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, tâm lý cộng đồng xã hội. Sở đã chỉ đạo thanh tra sở và các đơn vị liên quan tiến hành công tác rà soát hậu kiểm và đưa ra hướng xử lý phù hợp trong thời gian sớm nhất.